Chương 173. Lộ đánh. Trời dần sáng, Tử Vân vừa mới tỉnh lại đã thấy Nhấp Ly đang ngồi xếp bằng trước bồ đoàn giường tu luyện. Nàng nghĩ tới hành động điên cuồng hôm qua mà hai má nóng bỏng, không biết phải làm sao đối mặt với Nhấp Ly. Tử Vân đang lặng lẽ mặc quần áo, bỗng thấy Nhấp Ly xoay người trở vào lại, mỉm cười nói: "Người đã tỉnh." Tử Vân nhất thời sững sờ, nàng vẫn chưa kịp mặc xong, hai tay không thể che đậy được tầm mắt nóng bỏng của Nhiếp Ly. "Nhiếp Ly, người là Sắc Lang." Tử Vân cầm gối ném về Nhiếp Ly, quần áo lộn xộn, hai tay trắng ngẫu đang che bộ ngực lửa lang, bụng bóng loáng bằng phẳng càng làm nàng thêm vẻ dụ hoặc. Nhiếp Ly chụp được gối ra vẻ nghiêm túc: "Là ai đêm qua cái gì cũng không mặc chui vào chăn của ta, giờ có nói ta là Sắc Lang?" Khóe miệng hắn không che giấu được tiếu ý, hiếm khi Tử Vân lại có bộ dáng phát điên ra như vậy. "Ta..." Tử Vân cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào để gặp người. Đêm qua làng rốt cuộc suy nghĩ thế nào mà lại làm như vậy? "Nhấp Ly, ngươi còn dám nhắc lại sự tình đêm qua, ta sẽ không để ý ngươi." Nhìn Tử Vân bộ dáng tiểu nhi nữ thẹn thùng, Nhấp Ly không khỏi mỉm cười: "Từ về sau không đề cập nữa là được." Tử Vân mặc quần áo, mặt đỏ. Từ trong phòng, Nhiếp Ly vội vàng đi ra, nhất thời thất hồn lạc phách. Nàng cho rằng Nhiếp Ly và nam nhân khác giống nhau, sau khi hắn chiếm được thân xác sẽ mất đi hứng thú với nàng, coi như là một lần báo đáp ân tình với hắn. Thế nhưng kết quả ngoài ý liệu. Đêm qua Nhiếp Ly chỉ nằm cạnh nàng mà ngủ. Tử Vân vẫn không hiểu vì sao Nhiếp Ly lại thích nàng hơn Ngưng Nhi. Theo lý thuyết, hắn và Ngưng Nhi cùng nhau một chỗ thời gian không ít, lại cùng nhau trải qua nhiều lần sự tình. Suy nghĩ lúc lâu không hiểu, Tử Vân liền mặc kệ: "Nhấp Ly cứu phụ thân, nếu ngày sau có cơ hội báo đáp, nàng cũng không chút do dự." Rực lòng thế ra, Tiếu Ngưng Nhi sau khi từ phủ thanh chủ trở về tĩnh dưỡng, thương thế dần phục hồi, tu vị còn có dấu hiệu đột phá. Vòng lồi Rực Long Quyết cường đại đã làm cho người ta khiếp sợ, tu vị nàng tăng mạnh đến hoàng kim nhị tinh đỉnh, chuẩn bị trùng kích hoàng kim tam tinh. Mỗi ngày trung tâm linh hồn hải của làng đều là điên cuồng hấp thu linh hồn lực lượng xung quanh, làm cho tốc độ tấn giai kinh người. Tiểu Ngưng Nhi không thể tưởng tượng bộ công pháp này của Nhiếp Ly đến tuột cùng là có cấp bậc gì. Làng có cảm giác với bộ công pháp này đột phá đến hắc kim cấp chỉ là chuyện vô cùng dễ dàng, ngay cả truyền kỳ cấp bậc cũng không phải là vấn đề khó khăn. Tiểu Ngưng Nhi lặng lặng ngắm nhìn chân trời xa xăm ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên bóng hình Nhiếp Ly. Làng mỉm cười tự hỏi không biết giờ hắn đang nơi đâu, làm cái gì. "Tiểu thư, gia chủ cho gọi người đến." Một nha hoàn vội vàng đi vào nói. Tiểu Ngưng Nhi gật đầu nhanh chóng đi tới nghị sự đường. Lúc này Tiểu Văn Phòng cùng 6 vị trưởng lão đều trong nghị sự đường. Thấy Tiểu Ngưng Nhi tiến vào, 6 vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy, bộ dáng tươi cười khách khí. Tiểu Ngưng Nhi nhìn thấy tình hình lúc trước, 6 vị trưởng lão này bức bách mình mặt lạnh như băng, không lộ chút biểu tình nào, nhìn Tiếu Vân Phong hỏi: "Phụ thân, người tìm ta có chuyện?" 6 vị trưởng lão khi thấy Tiểu Ngưng Nhi không quan tâm đến mình đều xấu hổ cười cười, không dám để bụng hành động của làng. Bọn họ biết Tiểu Ngưng Nhi đã bước vào hoàng kim cấp bậc, hơn nữa là hoàng kim nhị tinh. Tốc độ tu luyện như vậy, Diệp Long thế gia không ai sánh bằng. Chỉ sợ với tốc độ này, hy vọng đột phá truyền kỳ cảnh cũng không phải là quá xa vời. Bọn họ làm nào dám bất kính với một truyền kỳ cường giả trong tương lai. Tiếu Vân Phong nhìn bộ dáng mọi người, trong lòng không khỏi cảm khái. 35 Hà Đông, 35 Hà Tây, bọn họ sai trước không thể trách Tiếu Ngưng Nhi. "Ngưng Nhi, mấy cái lão gia hỏa bọn ta đã thương nghị, bọn ta bây giờ đã già, ta muốn đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi, ngươi xem." Tiếu Vân Phong mỉm cười nói, tuy sự tình nữ nhân nắm quyền trong Rực Long thế gia hiếm có, nhưng với thiên phú hiện tại của Ngưng Nhi, ai dám nói vào. "Phụ thân, ta đối với vị trí gia chủ này không hứng thú, hiện tại ta chỉ muốn dốc lòng tu luyện." Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu, là không muốn trở thành gia chủ giống phụ thân, phải chiếu cố tộc nhân, nhất là mấy tộc nhân này có quá nhiều tư tâm, là chỉ muốn cùng người mình yêu sống cuộc sống bình dị. "Nếu người đã không muốn, vậy thôi quên đi." Tiếu Văn Phòng gật đầu, hắn cũng không ép buộc Ngưng Nhi, bây giờ trong Rực Long thế gia cũng không ai dám làm như vậy với nàng.
Ngưng Nhi chất nữ, chúng ta thương lượng một chút. Người không phải quen biết thiên ngân thế gia Nhiếp Ly sao? Nghe nói hắn hiện tại quyền thế ngập trời, cả luyện đan sư hiệp hội cũng nghe hắn. Chúng ta muốn hỏi xem luyện đan sư hiệp hội có thể làm ít giao dịch với Dực Lòng thế gia không? Tiêu Dực lịnh nọt cười nói. Tiêu Dực trưởng lão, còn nhớ lúc trước người bắt ta lấy từ lam tảo của Nhiếp Ly không? Bây giờ còn muốn ta đi cầu hắn sao? Tiêu Ngân Nhi lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dực. Chuyện này Tiêu Dực vô cùng xấu hổ. Trước đây ta không biết thân phận của hắn. Lúc trước người giúp hắn thu mua tử lam tảo, coi như là hắn thiếu nhân tình của ngươi rồi. Nhân tình? Hắn giúp ta chữa bệnh là ta thiếu hắn mới đúng. Ta dù sao cũng không làm được chuyện như vậy. Các người tự đi mà nói với hắn. Tiêu Ngân Nhi quả quyết cự tuyệt. Thấy Tiêu Ngân Nhi nhất quyết không chịu giúp, Tiêu Dực trong lòng ảo não, nhưng mà không dám biểu hiện trên mặt, chỉ liên tục giải thích. Ngân Nhi chất nữ, không cần sinh ý vậy thì quên đi, coi như ta chưa từng đề cập qua. Tiêu Dực vừa mới dứt lời, bỗng thấy một người hung hăng xông vào nghị sự đường. Tiêu Ngân Nhi, ngươi là tiện nhân, dám ở sau lưng ta cầu dẫn nam nhân khác, cho ta đội lón xanh, khi dễ thần thánh thế gia ta. Hôm nay ta muốn Dực Long thế gia cho ta một lời giải thích. Người tới chính là Thẩm Phi. Tuy rằng Thẩm Hồng đã dặn Thẩm Phi đừng có gây chuyện, thế nhưng Thẩm Phi vẫn không thể kiềm chế được. Khi hắn biết tin Tiêu Ngưng Nhi trở về gia tộc, lập tức chạy tới, là đích tử của thần thánh thế gia, vị hôn thê ở ngoài câu dẫn nam nhân, hắn làm sao có thể nhẫn được. Tiêu Ngưng Nhi vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Phi. Thẩm Phi, nơi là đại sảnh của đại Dực Lòng thế gia, người không muốn bị đánh thì mau lăn ra ngoài. Lăn ra? Dực Long thế gia các người thật có bản lĩnh. Lúc trước là ai cầu chúng ta ký hôn ước, hiện giờ hai cánh cứng rắn muốn xé bỏ hôn ước, đúng là gia môn bại hoại. Thẩm Phi chỉ Tiếu Vân Phong đang ngồi trên ghế chủ sự, tức giận nói: Tiếu Vân Phong, đừng tưởng thần thánh thế gia ta hiện tại bị Phong Tuyết thế gia chèn ép đã suy yếu. Chúng ta muốn nghiền chết Dực Long thế gia chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tiêu Vân Phong nhìn lướt qua Tiêu Dực, lộ ra vẻ căm tức. Lúc trước nếu không phải Tiêu Dực ép bức thì hắn cũng không để Ngưng Nhi cùng Thẩm Phi ký hôn ước. Hiện tại thần thánh thế gia muốn cưới Ngưng Nhi là không thể. Thẩm Phi công tử, việc này chúng ta đã thương lượng kỹ. Ta sẽ phái người thông báo Thẩm Hồng gia chủ, người vẫn là lên quay về đi. Tiêu Vân Phong trầm giọng nói, trên người lộ ra một cỗ khí thế uy nghiêm. Tiêu Vân Phong, một câu nói đã muốn đuổi ta. Hôm nay ta muốn mang Tiêu Ngưng Nhi về thần thánh thế gia, nếu không được các ngươi hào hào đợi xem. Thẩm Phi tức giận nói. Nghe Thẩm Phi đe dọa, Tiêu Ngưng Nhi hai tay nắm chặt, tức giận run người. Lúc trước hôn sự với thần thánh thế gia làm cuộc sống nàng vô cùng u ám, vô số lần có ý tưởng tự sát, nhiều lúc tự khóc một mình. Nhiếp Ly xuất hiện đem nàng từ bể khổ cứu ra, làm thiên phú của nàng tăng mạnh, rốt cuộc thoát khỏi bức bách của gia tộc. Thế nhưng Thẩm Phi vẫn nhất quyết không buông tha nàng. Tiêu Ngưng Nhi nhìn chằm chằm Thẩm Phi lạnh lùng nói: Thẩm Phi, hôm nay ta khiêu chiến với ngươi, người nếu có thể đánh thắng ta, ta có thể theo thần thánh thế gia về. Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt ta. Hà hà, lực cười, Tiêu Ngưng Nhi, dựa vào ngươi mà cũng dám khiêu chiến ta, ngươi bị điên rồi. Thẩm Phi nhìn Tiêu Ngưng Nhi, thấy ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, liền quay về Tiêu Vân Phong cùng 6 vị trưởng lão của Dực Long thế gia nói: Lời Tiêu Ngưng Nhi vừa nói chắc chắn các người đều nghe được, chúng ta quyết định như vậy. Sống, thân thể thân hình Thẩm Phi nhanh chóng biến hóa, lập tức dung hợp xích viêm hắc hổ yêu linh. Sau trận chiến với Nhiếp Ly, hắn đã có tâm ma, mặc kệ đối thủ là ai đều phải nhanh chóng dung hợp yêu linh. Thực lực hắn sớm xưa đâu bằng nay, đã đạt đến hoàng kim nhất tinh cấp bậc, cộng thêm xích viêm hắc hổ yêu linh, hắn tự tin cùng lứa tuổi trừ Diệp Hàn, Nhiếp Ly, hắn hoàn toàn không sợ người khác, huống hồ Tiêu Ngưng Nhi còn là một nữ nhân. Hôm nay ta phải hảo hảo chấp hành một chút gia pháp. Thẩm Phi trong mắt lóe qua một tia âm lãnh, liệt diễm màu đen hừng hực thiêu đốt, sóng nhiệt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tiêu Ngưng Nhi đứng trên đài cao, chăm chú nhìn Thẩm Phi. Không ngờ Thẩm Phi cũng tấn giai đến hoàng kim cấp, hơn nữa xích viêm hắc hổ xác thực là yêu linh chiến lực vô cùng cường đại, khó trách Thẩm Phi sảng khoái đáp ứng khiêu chiến. Thế nhưng Tiêu Ngưng Nhi thân thể nhanh chóng biến hóa, dùng hợp phong lôi thiên tước yêu linh, trong nháy mắt điện quang bắn ra lóa mắt,
một cỗ khí thế cường đại gấp mấy lần xích viêm hắc hổ áp chế xuống. Nhìn Tiếu Ngưng Nhi dùng hợp phòng lồi thiên tức yêu linh, đám người Tiếu Vân Phòng, Tiếu Dực cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Điện quang trong không khí làm bọn họ có thấy áp lực. Bọn họ không biết được Tiếu Ngưng Nhi dùng hợp yêu linh cường đại như vậy. Thậm phi dùng hợp xích viêm hắc hổ còn tự mình nắm chắc phần thắng. Hắn vạn lần không ngờ Tiếu Ngưng Nhi cũng đạt tới hoàng kim cấp, lại dùng hợp phong lôi thiên tức yêu linh cường đại. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi điện đánh xuống oanh kích trên người xích viêm hắc hổ, nháy mắt toàn thân Thẩm Phi tê liệt. Thẩm Phi lúc này mới biết mình đã xem nhẹ thực lực Tiếu Ngưng Nhi. Hắn giống giận một tiếng, há mồm phun ra một đạo xích viêm. Nhìn thấy xích viêm bắn nhanh phía mình, Tiếu Ngưng Nhi vẫn cực kỳ lãnh tĩnh. Thẩm Phi đích thực có thiên phú, nhưng bên ngoài tầm hoa vấn liễu, không cố gắng tu luyện, nàng cũng không thuộc cái loại người này. Hai cánh phòng lồi thiên tước vỗ một cái, một đạo lôi điện khủng bố đánh vào xích viêm. Oanh, lôi điện nháy mắt xé rách đạo xích viêm, tiếp tục hướng tới Thẩm Phi. Đây là nghiền áp tuyệt đối, thực lực hai người không cùng cấp độ. Tuy đều là hoàng kim cấp, nhưng mà Thẩm Phi chỉ là hoàng kim cấp bình thường, Tiếu Ngưng Nhi có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn có chênh lệch một cấp nhỏ. Một âm thanh lộ to vang lên, thân thể Thẩm Phi bị đánh văng ngược vào cột nhà trên đại sảnh. Oanh, cột nhà cùng chỗ Thẩm Phi rơi xuống đều xuất hiện vết lứt. Thẩm Phi phát ra tiếng rên thống khổ. Một kích lôi điện làm cho hắn bị thương không nhẹ. Hắn hoàn toàn không ngờ thực lực Tiếu Ngưng Nhi lại mạnh hơn mình nhiều như vậy, hoàn toàn đem hắn nghiền áp. Phòng lôi thiên tước thích hợp chiến đấu tại địa phương rộng lớn, càng chống trải, triển kỹ thì triển càng cường đại. Dù trong đại sảnh này không thể thi chuyển toàn bộ thực lực, nhưng mà Thẩm Phi vẫn không chịu được nổi. Chương 174, tránh không kịp. Tiếu Ngưng Nhi ngạo nghễ nhìn Thẩm Phi nằm dưới đất rên rỉ. Thẩm Phi yếu đuối như vậy thì làm sao có đủ tư cách trở thành phu quân của làng. Trong đầu Tiếu Ngưng Nhi hiện lên thân ảnh nàng, nội tâm cao ngạo tuyệt không khuất phục an bài của gia tộc, cũng sẽ không tùy tiện phụ thuộc người khác, chỉ có người kia mới có thể khiến cho nàng cam tâm tình nguyện dựa vào. Thẩm Phi bị lôi điện đánh cho hoa mắt chóng mặt, hắn lắc lắc đầu muốn đứng lên, nhưng lập tức một đạo lôi điện còn khủng bố hơn tiếp tục quành vào. Rầm rầm rầm, Thẩm Phi tiếp tục văng ra, lực lượng của xích viêm hắc hổ không thể so sánh với phong lôi thiên tước thần cấp. Một kích này của Tiếu Ngưng Nhi tích lũy tất cả oán khí lúc trước, làm ra tay không chút lưu tình. Thẩm Phi chưa kịp lấy lại tinh thần đã liên tiếp trúng chiêu, thương tích đầy mình. Tiếu Ngưng Nhi, người ra tay với ta, thần thánh thế gia tuyệt đối không bỏ qua. Lúc đầu Thẩm Phi còn mạnh miệng, nhưng sau khi ăn liên tiếp vài lần công kích, linh lực tiêu tán hết, rốt cuộc không thể chịu đựng thêm thống khổ. Tha mạng, đừng giết ta, Thẩm Phi gào thét. Thần là đích hệ của thần thánh thế gia, hắn chưa từng chịu ngược đãi đau khổ như vậy. Ngưng Nhi chất lữ, nhanh dừng tay, nếu không Thẩm Phi công tử nhất định phải chết, Tiếu Dực vội vàng lên tiếng. Tiếu Ngưng Nhi nghe giọng của Tiếu Dực càng thêm giận dữ, lồng ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng cũng chậm rãi bình ổn. Quả thật giết Thẩm Phi đối với nàng và Dực Long thế gia đều không có lợi ích. Giờ Thẩm Phi thụ trọng thương, nếu đuổi hắn về thần thánh thế gia nhất định cũng không yên. Sắc mặt Tiếu Ngưng Nhi trắng bệch, vừa rồi làng nhất thời khó chịu phát tiết, giờ nghĩ tới hậu quả làng cũng không gọi lo lắng. Đúng rồi, Nhiếp Ly nhất định có biện pháp, chỉ có Nhiếp Ly mới không thể để thần thánh thế gia vào mắt. Thẩm Phi lắc lắc đầu, ý thức lúc này dần thanh tỉnh lại, nhưng mà toàn thân mang đầy thần thương tích, vốn là vô cùng thống khổ, nhanh chóng thu lại xích viêm hắc hổ yêu linh vào linh hồn hải. Hắn không nhúc nhích nằm giả chết, lúc này hắn không dám xuất khẩu ngông cuồng. Tiếu Ngưng Nhi ra tay không chút lưu tình, hắn lo lắng lũ nhân này điên lên trực tiếp đem hắn giết chết. Thần thánh thế gia có lấy lại công đạo thì hắn cũng đã mất mạng. Hắn vẫn không thể tin thực lực Tiếu Ngưng Nhi lại mạnh mẽ như vậy. Người đâu, tới đem Thẩm Phi công tử về đi, Tiếu Văn Phòng trầm giọng nói. Đợi đã, Thẩm Phi công tử thụ thương nặng như vậy, chúng ta không điều trị một chút đã đưa trở về, chỉ sợ không ổn. Thời điểm thần thánh thế gia trách cứ xuống, Tiếu Dực vội vàng nói. Tiếu Văn Phòng không thèm để ý, trực tiếp hạ lệnh cho thị vệ đem hắn về thần thánh thế gia. Vâng, vài thị vệ xúm lại khiêng Thẩm Phi như khiêng con lợn ra ngoài. Phụ thân, Lữ Nhi gây họa rồi phải không? Tiếu Ngưng Nhi thu hồi phong lôi thiên tức yêu linh bất an.
Ngưng Nhi chất nữ, người mang đến tai ương ngập đầu cho Dực Long thế gia rồi. Tiếu Dực bóp cổ tay thở dài. Tiếu Văn Phòng lắc đầu. Ngưng Nhi, ngươi trở về tiếp tục tu luyện. Trời sụp đã có mấy lão gia hỏa chúng ta chống đỡ. Thần Thánh thế gia hiện tại đang bị Phong Tuyết thế gia chèn ép, tạm thời không có khả năng ra tay đối phó với chúng ta. Vâng, Tiếu Ngưng Nhi gật đầu, làm quyết định. Nếu mà Thần Thánh thế gia thực muốn ép Dực Long thế gia, làng sẽ đi tìm Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhất định sẽ có cách để ứng phó. Tiếu Văn Phòng sẽ quyết định làm đám trưởng lão có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Thần Thánh thế gia đừng có truy cứu chuyện này. Thần Thánh thế gia, Thẩm Hồng biết Thẩm Phi bị đánh một trận được khiêng trở về, nhất thời nổi giận. Trong đại sảnh tràn ngập khí tức cuồng bạo của hắn, làm cho bọn thị vệ bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi. Đã bảo người yên tĩnh, người không nghe, còn đi Dực Long thế gia bị đánh chết cũng đáng. Thẩm Hồng tức giận mắng. Thẩm Phi mặt đầy đau khổ. Phụ thân, vị hôn thê của ta chạy đi thông đồng làm nhân khác, người bảo ta nhẫn thế nào? Phong Tuyết thế gia chèn ép chúng ta cũng thôi đi, một Dực Long thế gia nhỏ nhỏ cũng không để chúng ta vào mắt. Thần Thánh thế gia khi nào chịu uất ức như vậy? Phụ thân đại nhân, ngày xem ta bị xú lữ nhân Tiếu Ngưng Nhi kia đánh thảm bại như vậy, ngài cần phải giúp ta lấy lại công đạo. Lấy lại công đạo, cả lữ nhân cũng đánh không lại, đúng là phế vật. Hiện tại Phong Tuyết thế gia đang nhìn chằm chằm, chúng ta không thể đối phó với Dực Long thế gia. Việc nhỏ nhịn không được thì sao làm đại sự? Chờ chúng ta giải quyết Phong Tuyết thế gia, còn sợ Tiếu Ngưng Nhi không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Thập Hồng trừng mắt nhìn Thập Phi, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dực Long thế gia, sớm muộn gì chúng ta cũng tính sổ, nhưng không phải bây giờ. Ta Thẩm Phi ủ rũ, hắn tức chính là Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly dây dưa, nhưng mà chỉ có thể buồn bực đáp, ta biết. Hắn ôm một lòng oán hận, đánh không lại Tiếu Ngưng Nhi thì thôi, về còn bị quát mắng. Thẩm Hồng ai mắt trọng lóe lên một luồng hoàng mang. Hắn không ngờ ngay cả Tiếu Ngưng Nhi đi theo Nhiếp Ly cũng tu luyện tới tình trạng mạnh như vậy. Xem ra Nhiếp Ly nhất định phải trừ, hắn chính là mối họa tâm phúc của Thần Thánh thế gia. Biệt viện Diệp Tử Vân, lúc Nhiếp Ly trở về, Tử Vân cũng không dám đem hắn đuổi đi nữa rồi. Tử Vân phát hiện Nhiếp Ly lưu lại phủ thành chủ, làm cho phụ thân nàng cười rất nhiều. Tiếu Ngưng Nhi vội vàng đi đến. Ngưng Nhi, là ngươi à? Nhìn Tiếu Ngưng Nhi, Tử Vân lại nghĩ đến sự tình hôm qua, má lập tức nóng lên, tuy có chút áy náy, nhưng giờ đây nàng đã minh bạch, cảm tình không phải thứ có thể đẩy thì đẩy đi. Ân, Tiếu Ngưng Nhi gật đầu lên tiếng. Người Nhiếp Ly thích là Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi đã tiếp nhận hiện thực này, trong lòng chỉ có chút tiếc nuối, nàng không oán hận, Diệp Tử Vân không sai, sai là chính mình không sớm gặp Nhiếp Ly. Ngưng Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nhi mỉm cười hỏi. Nhiếp Ly, Thẩm Phi đến gây sự bị ta đánh trọng thương, sau đó cha ta phái người đuổi án về Thần Thánh thế gia. Tiếu Ngưng Nhi ánh mắt lo lắng. Nhiếp Ly nghe xong sửng sốt một chút, lập tức cười. Thẩm Phi thực sự ngu dốt, lần trước bị ta phế, giờ còn đi tìm ngươi, hạ người này lên hảo hảo đem hắn đánh một trận, tốt nhất làm liệt vài năm. Nhiếp Ly, Thần Thánh thế gia khẳng định sẽ tìm Dực Long thế gia chúng ta gây phiền toái. Tiếu Ngưng Nhi cau mày đau khổ nhìn Nhiếp Ly. Sự tỉnh đến mức này, Nhiếp Ly còn sung sướng khi người khác gặp họa à. Thấy bộ dáng của Tiếu Ngưng Nhi ưu sầu, Nhiếp Ly khoát tay cười. Người không cần lo lắng, Thần Thánh thế gia tự thân còn khó bảo toàn, đâu có thời gian rảnh mà đi gây chuyện với các ngươi. Hơn nữa chúng ta sắp động thủ với chúng, yên tâm đi. Động thủ với Thần Thánh thế gia? Tiếu Ngưng Nhi hơi sửng sốt. Thần Thánh thế gia dù sao cũng là một trong tam đại đỉnh phong thế gia của Quang Huy Chi Thành à. Tiếu Ngưng Nhi lúc này yên tâm hơn nhiều, làng biết Nhiếp Ly sẽ không lừa làng. Mấy ngày tiếp theo, Quang Huy Chi Thành im lặng bất thường, chỉ là bốn phương tám hướng tường thành canh vòng nghiêm mật hơn trước, những việc khác vẫn như cũ. Vừa trải qua thú triều lên toàn thành đề phòng cũng rất bình thường, không có làm cho người ta cảm thấy khác lạ. Yến hội rốt cuộc đến, gần tối, phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, một đám tân khách lục tục đi vào. Tất cả đều là thế gia cao thủ, mỗi một thế gia đều mấy trăm người. Thời điểm thông báo, phủ thành chủ đã yêu cầu tất cả cao thủ phải đến. Thần Thánh thế gia một hàng 500-600 người tiến vào. Thập Hồng nhìn những cột đá to lớn cao sừng sững xung quanh phủ thành chủ,
biểu tình âm trầm cùng ngưng trọng. Hắn đã thấy qua sự khủng bố của những cột đá to lớn này lúc Thâm Uyên cự ma bị thần lôi sát trận diệt sát. Thập Hồng ghé tai nói với lão già bên cạnh vài câu, lão lập tức gật đầu, nhanh chóng ẩn núp trong kiến trúc dày đặc của phủ thành chủ. Thập Hồng tiếp tục dẫn đoàn người theo hành lang tới trung tâm phủ thành chủ. Đại điện phủ thành chủ, Nhiếp Ly, ngươi xem hôm nay ta mặc quần áo có xinh đẹp không? Hồ Diên Nàn Nhược mặc một thân lễ phục hoa lệ, dáng người bốc hỏa, bộ ngực đầy đặn hình thành một đường cong kinh người, xoay một vòng trước mặt Nhiếp Ly hỏi. Đám người trẻ tuổi xung quanh ngốc trệ, nếu Hồ Diên Nàn Nhược để cho bọn họ âu yếm cho dù chết cũng nguyện ý. Nhiếp Ly trừng mắt nhìn Hồ Diên Nàn Nhược, xinh đẹp hay không không liên quan tới ta. Ta nói này, Hồ Diên đại tiểu thư, người đứng với chỗ cùng với ta là có ý gì? Người xem, ta một thân quần áo rách rưới, rõ ràng là một tiểu tử nghèo, ngươi đến tụt cùng coi trọng ta cái gì? Tuy rằng ngươi bề ngoài nhìn bình thường, quần áo ăn mặc kém một chút, nhưng từ trong ánh mắt của ngươi, ta có thể thấy ngươi là hảo nam nhân. Hơn nữa hiện tại toàn bộ Quang Huy chi thành, ai dám nói ngươi thiên phú kém? Ngươi cùng những công tử thường ngày bu lấy ta như ruồi bọ hoàn toàn không đồng dạng. Hồ Diên Nàn Nhược kiêu ngạo nói, ta nhìn ngươi rất chuẩn. Nhiếp Ly trắng trợn mắt, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình cuốn hút, buồn bực nói, Hồ Diên đại tiểu thư, ngươi đừng có cuốn lấy ta nữa, van xin ngươi bỏ qua cho ta. Nhiếp Ly, ta có chỗ nào không tốt? Ta là Hồ Diên thế gia đại tiểu thư, bao nhiêu người muốn tới cửa lịnh bợ ta, chẳng lẽ ngươi thấy vậy liền mới chướng mắt ta? Hồ Diên Nàn Nhược nghiến răng nghiến lợi, vẫn nộ, ngày thường có biết bao nhiêu người vây lấy làng, chỉ có Nhiếp Ly đối với làng thờ ơ lạnh nhạt. Hồ Diên đại tiểu thư, ta xin người có được không? Không được sao? Ngươi đến cùng nó coi trọng ta điểm gì, ta sẽ liền sửa lại. Nhiếp Ly bộ mặt đau khổ. Hồ Diên Nàn Nhược tuy hơi cuồng bạo, nhưng trong Quang Huy chi thành bài danh top 5 đại mỹ nữ, bao nhiêu người muốn nói với làng vài câu cũng khó. Hồ Diên Nàn Nhược chủ động theo đuổi Nhiếp Ly, kết quả Nhiếp Ly sợ làng như sợ cọp, luôn tìm cách trốn tránh, làm phần đông thế gia đệ tử trợn mắt há mồm. Các thế gia đệ tử lòng buồn bực, vì sao người mà Hồ Diên Nàn Nhược theo đuổi không phải là mình? Nếu đổi lại là người khác, bọn họ khẳng định sẽ đi lên hung hăng giáo huấn một trận. Dám đắc tội Hồ Diên Nàn Nhược đại tiểu thư quả thật chán sống. Bọn họ muốn ghi điểm trước mặt nữ nhân, nhưng mà đối phương lại là Nhiếp Ly, cho tiền bọn họ cũng không dám. Gia hỏa Nhiếp Ly này ngay cả Thẩm Phi bọn họ cũng dám đánh, bọn họ trốn còn không kịp. Nhiếp Ly, người quá đáng, ta hận ngươi. Hồ Diên Nàn Nhược mắt khẽ rơi lệ, quay đầu chạy mất. Hồ Diên Nàn Nhược rời đi, Nhiếp Ly mới thở nhẹ một hơi. Mẹ của ta nhà bị Hồ Diên Nàn Nhược quấy lấy, thực sự là phiền phức. Nhiếp Ly xem Hồ Diên Nàn Nhược chỉ là khách qua đường mà thôi, không có cảm tình, đối với hắn không hẳn không có bao nhiêu chân thành tha thiết, có lẽ là chỉ nhất thời hiếu kỳ. So sánh với cảm tình sinh tử gắn bó của hắn với Tử Vân kiếp trước là kém xa, tâm ý Nhiếp Ly đối với Tử Vân chưa bao giờ thay đổi. Đối với Hồ Diên Nàn Nhược này, chỉ có thể trốn bao nhiêu xa thì trốn, chỉ cần nàng không tìm thấy mình là Nhiếp Ly đã thắp nhang cảm tạ trời đất. Chương 175, chút lễ mọn. Khi yến hội sắp bắt đầu, Nhiếp Ly dẫn Diệp Tử Vân vào mật thất phủ thành chủ. Bốn phía mật thất là tường đá sừng sững, khắc dày đặc minh văn. Phủ thành chủ vì muốn tạo ra một nơi ẩn thân lúc thú triều bộc phát nên không ngừng cải thiện, khiến mật thất này trở thành địa phương an toàn nhất trong phủ. Mật thất này chỉ có một đống lương thực trồng chất cùng với những căn phòng đá trống trải. Nhiếp Ly, phụ thân bảo người dẫn ta tới đây làm cái gì? Tử Vân nghi hoặc hỏi. Lát nữa khi chúng ta động thủ với thần thánh thế gia, bọn chúng khẳng định không từ thủ đoạn để phản kháng, lúc đó chỉ sợ phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Việc đó thì có quan hệ gì tới việc đưa ta tới đây? Tử Vân đông mạch nhíu lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, luôn nóng nói. Các ngươi! Nhân lúc Tử Vân còn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Ly lập tức kích hoạt cơ quan trên vách đá, một đạo kết giới nhàn nhạt hiện lên, nhốt Tử Vân trong thạch thất. Đây là yêu cầu của phụ thân ngươi, thật xin lỗi. Nhiếp Ly cười cười, thật ra đây là vấn đề được Diệp Tông cùng Nhiếp Ly nhất trí.
đảm bảo an toàn cho Tử Vân. Diệp Thông cùng Nhiếp Ly bắt buộc phải đưa ra quyết định này, dù họ biết Tử Vân sẽ kịch liệt phản đối. Nhiếp Ly, mau thả ta ra, đại chiến sắp bắt đầu, tại sao người lại nhốt ta ở đây? Tử Vân ảo lão trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, nàng ngừng tụ linh hồn lực muốn phá vỡ kết giới, nhưng rất nhanh bị bắn ngược trở về. Không được, một khi thần thánh thế gia phản kháng lại, người sẽ là mục tiêu dễ dàng bị nhắm vào nhất, là nhược điểm của chúng ta, cho nên người bắt buộc phải ở nơi này. Nhiếp Ly mỉm cười, yên tâm đi, chỉ là một thần thánh thế gia mà thôi, không gây nổi bao nhiêu sóng gió, người ở chỗ này chờ, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Nói xong, Nhiếp Ly bay vút ra ngoài. Nhiếp Ly, người mau trở lại đây. Diệp Tử Vân vô cùng phẫn nộ, hôm nay người không thả ta ra, sau này ta không nhìn mặt ngươi nữa. Thanh âm Tử Vân lượn lờ truyền ra ngoài, nhưng thân ảnh của Nhiếp Ly đã nhanh chóng biến mất. Quế mật thất, làng tức giận dẫm chân. Lúc bị Nhiếp Ly dẫn tới đây, đáng lẽ mình phải nghĩ đến việc này a. Làng liều mạng muốn phá vỡ kết giới, nhưng làm sao cũng không lay động được, trừ khi có người tiến vào hỗ trợ. Nếu không chỉ còn cách đợi 3 ngày để kết giới tự động biến mất, nhưng mà 3 ngày sau chỉ sợ đại chiến đã kết thúc, vạn nhất phụ thân gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tử Vân bỗng bật khóc, nhưng hiện tại làng không thể làm được gì, chỉ thầm nguyền rủa Nhiếp Ly. Tuy rằng Nhiếp Ly nói rất nhanh trở lại, nhưng mà làng vẫn vô cùng lo lắng. Yến hội bắt đầu, khách đã đến gần đông đủ, toàn bộ đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Những thế gia cao thủ cùng nhau hẳn huyền đủ một loại trên trời dưới đất. Chủ trì yến hội hôm nay là Diệp Tu và Diệp Sóc. Nhiếp Ly hỏi thăm Diệp Tu mới biết được Diệp Sóc trong Phong Tuyết Thế Gia là một nhân vật thần bí, phụ trách trưởng quản quân đội bí mật của Phong Tuyết Thế Gia. Diệp Sóc thường thường đi mấy cái địa phương gần Thánh Lan Học Viện, lựa chọn nhân tài mang vào phủ thành chủ bồi dưỡng. Trong tay bọn hắn nắm giữ một lực lượng phi thường cường đại, quang huy chi thành rất ít người có thể cảm nhận được Diệp Sóc. Nhưng mà Diệp Sóc trong phủ thành chủ có địa vị gần với Diệp Tu, đây là một lão giả cường hãn. Diệp Sóc thấy Nhiếp Ly liền mỉm cười, ánh mắt mang chút tiêu ý. Tiền bối đã từng gặp qua ta sao? Nhiếp Ly bụng nghi hoặc hỏi. Kiếp trước hay kiếp này, Nhiếp Ly đối với Diệp Sóc cực kỳ xa lạ. Bất kỳ người nào chỉ cần gặp qua một lần là Nhiếp Ly có thể nhớ rõ. Có được linh hồn tu luyện giả hai kiếp, trí nhớ Nhiếp Ly vô cùng cường đại. Nhìn thấy thì không thể quên, nhưng mà Nhiếp Ly xác định chưa từng gặp qua Diệp Sóc. Tuy người và ta chưa gặp nhau lần nào, nhưng ta biết ngươi, ngày đó cùng Thẩm Tú biện luận về Lôi Hỏa Thánh Điện, ta ở bên ngoài đứng nhìn. Ngươi làm việc ở Đồ Thư Quán, Thánh Lan Học Viện cũng là ta an bài, không ngờ mới đó chúng ta lại gặp mặt. Còn trong tình huống này, Diệp Sóc hà hà cười. Ngày đó cùng Thẩm Tú biện luận, Nhiếp Ly cũng cảm giác được bên ngoài có 3 cường giả quan sát, cũng từ khí tức băng tuyết mà cảm giác ra được, trong đó có một người tới từ Phong Tuyết Thế Gia. Không ngờ người kia chính là Diệp Sóc. Vì biết có người Phong Tuyết Thế Gia quan sát, nên Nhiếp Ly mới khiêu khích Thẩm Tú. Không ngờ ngày đó lại là tiền bối, đà tạ tiền bối đã chiếu cố. Nhiếp Ly chắp tay. Chiếu cố thì không dám, chỉ sợ tất cả là kế hoạch của ngươi, ta chỉ thuận thế đẩy thuyền. Nhiếp Ly cùng Diệp Sóc nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Ta cũng không ngờ ngươi có thể đột phá cực hạn linh hồn xích hải, tu vị tăng đến trình độ này. Nói ra thật xấu hổ, mấy cái lão gia hỏa chúng ta cũng lên về vườn thôi. Tương lai thiên hạ đều là của đám trẻ các ngươi. Tiền bối cứ nói đùa, đám người các ngươi gừng càng già càng dẻo dai, hậu bối chúng ta còn muốn dựa vào, ngồi dưới đại thụ hưởng bóng mát à. Đây là chút thành ý nho nhỏ, mong tiền bối vui lòng nhận cho. Nhiếp Ly cầm mấy khối xích huyết chi tinh đưa cho Diệp Sóc. Phải tạo ra quan hệ với mấy vị trưởng lão hắc kim cấp của Phong Tuyết Thế Gia mới được. Diệp Sóc hơi sửng sốt, nhìn xích huyết chi tiên trong tay. Thứ tốt này ngay cả truyền kỳ cường giả cũng rất cần, không biết Nhiếp Ly làm sao lấy được bảo vật này. Người không cần khách sáo, ta cũng thu hồi rồi. Người mà không thu, chỉ sợ tiểu tử này không an tâm. Diệp Tu bên cạnh sớm thấy chủ ý quỷ quái của Nhiếp Ly, cười nói. Diệp Sóc nghĩ một hồi liền minh bạch, Nhiếp Ly đưa đồ quý giá như vậy chắc là bởi vì nha đầu Tử Vân kia. Hắn sớm biết sự tình, Nhiếp Ly cùng Vân Nhi ha ha cười nói. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Ly cười hắc hắc. Diệp Sóc cùng Diệp Tu khiến hắn cảm giác thân thiết,
Xem ra mấy vị trưởng lão phong tuyết thế gia đều rất dễ nói chuyện nha. Thuyết phục được các nhân vật có quyền lực trong phong tuyết thế gia, Diệp Tông cũng phải gật đầu đồng ý. Đến lúc đó, nhập ly hắn tu thành chính quả. Tộc nhân của các thế gia càng ngày đến càng nhiều, toàn bộ đại sạch nơi nơi đều là người, bọn họ đều được an bài vị trí trong phủ. Mỗi một thế gia chiếm cứ một góc, tộc nhân phong tuyết thế gia là ít nhất. Đám người phong tuyết thế gia tại sao còn chưa xuất hiện? Thậm Hồng có chút bất an, yến hội lớn như thế. Không có lý do gì cao thủ phong tuyết thế gia, chỉ có hai người có trọng lượng là Diệp Tu và Diệp Sóc. Vị trí của thần thánh thế gia an bài tại trung tâm đại sảnh bị các thế gia khác hoàn toàn vây vào giữa. Muốn làm bất cứ động tác nhỏ nhỏ là cũng bị người ta chú ý. Nhấp đi quét qua toàn bộ đại sảnh, hắn phát hiện đám người Ngừng Nhì, Lục Phiêu còn có tộc Thiên Ngân thế gia và Đoạn Kiếm. Lần yến hội lần này, Nhấp Ly không muốn cho bọn họ đến, nhưng bọn họ nhất định tham gia. Nhấp Ly muốn nhắc nhở bọn họ phải chú ý cẩn thận một chút. Nhấp Ly đi tới vị trí Thiên Ngân thế gia được an bài. Thấy Nhấp Ly, đám người Nhấp Hải, Nhấp Ân hưng phấn đứng lên. Thời điểm Nhấp Ly đến đại sảnh, ngay cả hai vị chủ sự phong tuyết thế gia đều khách khí đối với Nhấp Ly. Địa vị còn cần phải nói sao? Bên ngoài có tin đồn Nhấp Ly là con rể của thành chủ. Việc này bọn họ hưng phấn tự hào. Hiện tại một ít gia chủ từng phát sinh mâu thuẫn với bọn họ, nhìn thấy đều cúi đầu đi đường vòng. Nhấp Ly đi bên cạnh Nhấp Hải, Nhấp Ân, ghé tai hai người nói: tối hôm nay có thể phát sinh đại sự, các người cẩn thận chú ý tộc nhân. Nhấp Hải cùng Nhấp Ân dùng mình gật gật đầu, tuy không rõ phát sinh sự tình gì, nhưng bọn họ nhất định phải cẩn thận. May mắn lúc trước Nhấp Ly có phái người thông báo, nên bọn họ chỉ dẫn theo một ít cao thủ gia tộc tới. Đoạn Kiếm, người theo ta. Nhấp Ly nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm nói: vâng. Đoạn Kiếm đứng phía sau lưng theo sau Nhấp Ly. Nhấp Ly vừa đi vừa thấp giọng: lát nữa khai chiến, người chú ý Thẩm Hồng, nếu đánh không lại thì cũng phải giáng cuốn lấy hắn. Tuy rằng Đoạn Kiếm hiện tại chỉ là hắc kim tam tinh, không phải là đối thủ của Thẩm Hồng, thế nhưng nhờ nhục thân cường đại, gặp truyền kỳ cường giả cũng có thể đánh một trận. Vâng, ta biết. Đoạn Kiếm chăm chú gật đầu. Nhấp Ly cùng Đoạn Kiếm đi tới chỗ Dực Lòng thế gia. Đám người Tiếu Vân Phong, Tiếu Dực thấy Nhấp Ly đều đứng dậy. Hiện tại Nhấp Ly như mặt trời ban trưa. Nhấp Ly, Tiếu Ngưng Nhi đứng lên nhìn Nhấp Ly, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nhấp Ly cười nhẹ hướng Tiếu Vân Phong chào: Tiểu Bá Phụ tốt. Tiếu Vân Phong được chào liền cảm giác thụ sủng nhược khinh, chắp tay. Nhấp Ly hiền chất, thời gian này đã tạ người chăm sóc Ngưng Nhi. Đám người Tiếu Vân Phong đánh giá Nhấp Ly và Đoạn Kiếm đứng sau một chút. Hai người bọn họ đều cho cảm giác cái loại sâu không thể lường. Bá Phụ khách khí, Ngưng Nhi là bằng hữu tốt của ta, Bá Phụ yên tâm. Lần đầu gặp mặt có chút lễ mọn, mong Bá Phụ vui lòng nhận cho. Nhấp Ly cầm ra vài thứ đưa cho Tiếu Vân Phong. Những vật Nhấp Ly cầm ra làm cho đám người Tiếu Dực đỏ mắt. Nhấp Ly thật đúng là đại khí thố. Trên đó là vài bình ngọc, rõ ràng là thối hồn đan, xích viêm tối thể đan, cửu chuyển đan, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý. Nhấp Ly này tùy tiện lấy ra vài bình a, trừ đan dược còn có vài khối xích viêm chi tinh, càng là đáng giá hơn. Thứ này đều đưa cho Tiếu Vân Phong. Đám người Tiếu Dực trong lòng buồn bực, hận mình sao lại không xin được một nữ nhi hảo